Chào các bạn, mình là Bùi Thanh Chuyên. Bé nhà mình hồi nhỏ thì rất là hay bị chớ. Con có thể ăn xong và chớ ướt hết cả người bố mẹ, ướt hết cả đầu tóc quần áo của con luôn. Hoặc là con ăn xong khá lâu rồi con vẫn có thể chớ ra ướt hết cả người. Nên là mình đã phải tìm hiểu rất là nhiều tài liệu về cái cách để giảm chớ cho bé. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn qua video ngày hôm nay, kết hợp với cả kinh nghiệm của mình đấy nha. Chớ ọc sữa là hiện tượng sinh lý rất là bình thường ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Do hệ tiêu hóa của bé chưa hoàn thiện nên là khi mà bé uốn éo vặn vẹo cũng có thể làm chớ sữa ra, hoặc là khi dạ dày co bóp thôi cũng có thể khiến sữa bị chớ ra. Và tình trạng này thì sẽ giảm khi bé được khoảng 6 tháng tuổi. Lúc này thì con chuyển sang ngồi nhiều hơn mà không nằm nhiều như ngày xưa nữa. Đồng thời là con cũng chuyển qua ăn thức ăn đặc hơn rồi và lượng sữa của con giảm xuống. Nếu bé bị chớ sữa, đôi khi là chớ ra cả cặn sữa nhưng mà con vẫn ăn ngủ bình thường, đẻ ị bình thường, tăng cân đều thì bố mẹ không cần phải lo lắng nha. Rồi chúng ta có 8 điều cần lưu ý khi bé bị chớ. Đầu tiên là mình cần phải tập cho bé bú đúng khớp ngậm. Khớp ngậm là một điều vô cùng quan trọng trong việc giúp bé ăn no. Không chỉ bú mẹ mới cần có khớp ngậm đúng mà bú bình chúng ta cũng cần phải lưu ý đến khớp ngậm bình đấy ạ. Thì mình sẽ nói về khớp ngậm khi mà bé bú mẹ trước nhá. Khi mà bú mẹ, bé bú đúng khớp ngậm thì sẽ giúp con ăn được hiệu quả hơn, mẹ không bị đau mà cũng hạn chế việc bé nuốt phải hơi vào bụng. Từ cách đây 7 năm khi mà mình mang bầu bé thứ nhất ấy, thì mình đã tìm hiểu rất nhiều về cách để cho con bú đúng khớp ngậm rồi. Thế nhưng khi mà con ra đời rồi mình vẫn lóng ngóng và không biết làm sao cho đúng. Và đã bị con nhà mình nghiến cho chảy cả máu luôn. Thế nên là mình có một lời khuyên đến các mẹ lần đầu có em bé là mình hãy nhờ những người có kinh nghiệm hướng dẫn mình cách cho bé đúng khớp ngậm để hai mẹ con có thể phối hợp với nhau thật là tốt và mẹ không bị đau nhé. Đối với bé tim mình thì mẹ cần chọn loại bình thông hơi tốt. Ngoài ra thì khi mà bé mút thì mình cần phải để ý xem là cái núm có ở sâu trong miệng của bé không, bé có mút chặt không và môi của bé có loe ra không. Nếu như mà bé đã ngậm sâu và mút chặt rồi thì mẹ có thể lấy tay để chỉnh cho môi của bé loe ra giúp cho không khí không bị lọt vào. Mẹ nhớ dốc thẳng mình lên sao cho sữa ngập cổ bình để khi mà bé mút thì cái lượng không khí vào trong dạ dày của bé ít nhất có thể nhé. Điều thứ ba cần lưu ý là với bé thường xuyên chớ thì mình hãy hạn chế cho bé bú nằm mà bế bé lên, hoặc là khi bú bình thì mình cho bé nằm lên một cái mặt phẳng nghiêng khoảng 30 độ nhé. Điều thứ tư là mình thấy có những lời khuyên là với những bé thường xuyên bị nôn chớ thì bố mẹ hãy đừng cho con ăn quá no mà cho con ăn một lượng vừa nhỏ thôi. Thế nhưng mà cá nhân mình thì không làm theo cách này, bởi vì mình thấy là bé nhà mình rất là háu đói, con sẽ không thể nào chơi ngoan và ngủ ngoan được nếu như mà không được ăn no. Nên là mình vẫn cho bé ăn đến khi nào bé không muốn ăn nữa thì thôi. Và mình áp dụng tất cả những lưu ý trong video này và mình cũng thấy là cái hiện tượng chớ của con giảm rất là nhiều. Điều thứ năm cần lưu ý là chúng ta phải vỗ hơi cho bé thật là kỹ. Việc đầy hơi ở trong bụng thì không chỉ khiến bé dễ bị chớ hơn mà còn làm cho bé rất là đau đớn, bởi vì là bé bị đầy bụng. Vỗ hơi là một hành động rất là nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Nếu mà bé bị đầy hơi thì con sẽ rất là quấy khóc, và cả gia đình thì chắc chắn là sẽ không thể vui vẻ được nếu như con cứ quấy khóc rồi ạ. Vỗ hơi cho bé thì mình cần vỗ thật là kỹ. Có những bé thì chỉ cần bế bé lên thôi là con đã ợ rồi, nhưng nếu mà bố mẹ kiên trì vỗ thì có thể là con sẽ ợ thêm một hơi rất là to sau đó nữa. Mình thấy có rất nhiều lời khuyên là chúng ta cần phải vỗ hơi cho bé đến tận 15 phút đấy ạ. Vì có những cái hơi nhỏ li ti ở trong bụng của bé sẽ cần phải vỗ thật là lâu thì nó mới thoát được hết ra ngoài. Điều thứ 6 mình cần lưu ý đấy là sau khi bé ăn thì chúng ta không nên đặt bé nằm xuống mặt phẳng ngay mà vẫn cho bé nằm trên một mặt phẳng dốc. Thì nhà mình vẫn hay cho bé nằm trên ghế gỗ chữ C có đệm thêm khăn ở bên dưới lưng của bé để cho lưng bé không bị võng xuống. Ngoài ra thì mình thấy có cái loại đệm chống trào ngược như thế này. Thế nhưng mà mình thấy cái đệm này nó không hiệu quả cho lắm, vì là nó khá là nhỏ, nếu như mà bé chỉ cần uốn éo một tí thôi là con đã bị tuột ra khỏi cái đệm đấy rồi. Thì chúng ta có thể có một cách nữa, đấy là mình lấy gạch hoặc là cái đồ gì đó cao và cứng, mình kê bên dưới đệm để cho đệm dốc lên, hoặc là mình kê bên dưới chân giường để cho chân giường dốc lên. Thì chúng ta sẽ không cần phải bế bé mà có thể là tranh thủ nghỉ ngơi hoặc làm những việc khác. Và việc để bé tự chơi cũng là một điều rất là tốt cho sự phát triển của con. Điều lưu ý thứ 7 là với bé thường xuyên nôn chớ thì chúng ta nên chủ động đặt cho bé nằm nghiêng khi ngủ luôn, chứ không đặt nằm bé nằm ngửa. Bởi vì khi nằm ngửa thì nếu con bị chớ rất có thể là cái dịch chớ của con nó sẽ bị hít ngược lại vào trong đường thở, dẫn đến rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đặt bé nằm nghiêng thì khi chớ, cái dịch chớ nó sẽ thoát ra ngoài qua khóe miệng thì sẽ giảm cái nguy cơ bé hít ngược lại vào trong đường thở. Ngoài ra có một lưu ý nữa là với những gia đình mà có dùng đệm chống thấm ý, thì bố mẹ nên bọc thêm một lớp ga chun làm bằng chất liệu co giãn và thấm hút tốt, để nếu mà bé chớ ra thì cái ga này nó sẽ hút hết những cái dịch chớ đấy, tránh cái trường hợp là nó bị đọng lại ở trên cái mặt của ga chống thấm và con sẽ hít vào trong đường thở. Điều thứ 8 là khi con có những biểu hiện sau thì bố mẹ hãy đưa con đến cơ sở y tế. Thứ nhất là con nôn chớ kèm theo ho, sốt, sổ mũi, phát ban, tiêu chảy. Thứ hai là khi bạn thấy trong dịch chớ của con có màu bất thường hoặc là có máu
Thứ ba là bé đột nhiên nôn chớ rất là nhiều mặc dù trước giờ con không bị. Hoặc là bé bị nôn chớ nhiều kèm theo quấy khóc và không tăng cân hoặc là tăng cân dưới chuẩn. Video này của mình dựa trên cơ sở khoa học từ những nguồn uy tín cùng với lại kinh nghiệm cá nhân, không thay thế việc khám tại cơ sở y tế và điều trị theo chỉ định của bác sĩ nha. Chúc các bé hai em chồng lớn nha, cảm ơn các bạn.